Thưa các bạn, trước mặt các bạn là cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy hay người ta còn gọi là cây mai chấn thủy, cây mai trúc thủy. Nó có cái tên khoa học là Raetia zelizona, nó thuộc họ trúc đào. Ở Việt Nam thì người ta dùng cái cây mai chiếu thủy để làm bonsai, để trồng cây kiểng ở trước nhà, bởi vì nó có hoa quanh năm và nó rất là dễ trồng, nó được chịu được hạn hán, chịu được mọi cái tình hình khí hậu thời tiết, hay là chúng ta có thể là ép nó vô cái chậu rất là nhỏ để làm bonsai. Thì như các bạn đã biết là cái cây mai chiếu thủy nó có cái thân gỗ dài mảnh và nó có hoa màu trắng rất là đẹp, mà hoa nó thơm, rất là thơm, và cái mai nó chúc xuống dưới đất, luôn luôn chúc xuống dưới đất, cho nên là người ta gọi nó là cái mai chiếu thủy. Thưa các bạn muốn mà để cho cái cây hoa mai chiếu thủy này nó được ra hoa quanh năm thì các bạn đầu tiên là các bạn có thể bước thứ nhất là các bạn xiết nước đó. Thì xiết nước bằng cách là các bạn không có tưới nước nó, hoặc là tưới rất ít thôi, cho nó đủ để nó duy trì cái sự sống của nó thôi. Và các bạn xiết nước như vậy khoảng 5 ngày tới 1 tuần lễ. Như cây mai ở trước mà các bạn đây là tôi đã xiết nước được 5 ngày rồi. Bây giờ lá nó bắt đầu là nó hơi rũ xuống, hơi héo rồi. Có một vài lá nó xuất hiện màu vàng rồi. Thì chúng ta bắt đầu tỉa hết những cái cành nhánh mà nó không còn phù hợp với lại cái dáng thế của cây. Rồi sau đó là chúng ta tước hết, lặt bỏ hết mọi cái lá đó. Và sau khi mà các bạn lặt bỏ hết mọi cái lá đó thì các bạn mới tưới nước lại. Tưới nước ít thôi nha các bạn, tưới cho nó đủ duy trì cái sức sống nó thôi. Và các bạn để ra ngoài ánh nắng, đừng có nắng gắt quá, mà nắng trung bình khoảng 4-5 tiếng một ngày thôi. Bởi vì cái cây mai chiếu thủy này nó xuất xứ từ miền Đông Dương, cho nên là nó chịu được cái khí hậu hạn hán. Tuy nhiên là nó cũng không có có chịu được cái mức độ hạn hán quá dài. Chính vì vậy mà các bạn để ra ngoài nắng khoảng 5-6 tiếng một ngày là có thể đạt được cái sự quang hợp cho cây mai phát triển và chỗ bông. Sau khi mà kể từ lúc mà bắt đầu các bạn mà lặt lá cho tới khi mà nó ra bông á, thì khoảng chừng 30 ngày cho tới 45 ngày. Nếu mà các bạn muốn ra hoa cho nó ngay vào dịp Tết á, thì trước Tết 30 ngày thì các bạn tiến hành xiết nước và lặt lá. Rồi sau đó là khi mà các cái mầm hoa nó bắt đầu nó xuất hiện đó, thì các bạn có thể tưới nước ít như tôi nói đó, để duy trì cái sức sống của nó và nó ra bông. Rồi chúng ta có thể tưới thêm một ít NPK để cho hoa nó đẹp hơn và nó kéo dài thời gian hơn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi lặt lá cho các bạn xem. Tôi tiến lại gần để cho các bạn thấy cái quá trình mà mình lặt lá nha các bạn. Đó, các bạn lặt hết từng chút nha. Bởi vì cái này là nó đã khô rồi. Nó muốn héo rồi các bạn. Cho nên là các bạn lặt hết các cái lá này. Đó, các bạn lặt hết. Thì các bạn cũng không có cần phải lặt lá triệt để đâu nha các bạn. Không có cần phải lặt triệt để như là mai vàng. Thì cái này nếu mà các bạn không có thời gian thì các bạn có thể lấy kéo mình nhấp sơ sơ nó
nó cũng đạt mà các bạn, chứ không có cần phải lặt triệt để như là mình lặt cây mai vàng đâu. Thì cái cây mai chiếu thủy này, ngoài cái mình làm trồng, mình làm bonsai, mình còn rất là phù hợp với phong thủy các bạn. Nó là cái thân mộc cho nên là theo sách phong thủy thì nó phù hợp với các bạn mà có cái phù hợp với các bạn mà nó có cái mạng mộc hoặc là thủy nha các bạn. Cho nên là cái cây mai chiếu thủy này nó rất là thích hợp, đặc biệt là cái nền văn hóa Nam Bộ của chúng mình thì nó bà con mình rất là thích phù hợp với này. Mà nó lại là cái cây mà rất là dễ trồng, nó ra hoa quanh năm các bạn. Cứ hết đợt hoa này thì chúng ta lại tiến hành vô phân, rồi chăm sóc nó một thời gian. Khi mà cây nó có sức lên, nó đâm tược đâm nhánh rồi thì chúng ta muốn ra bông ra hoa thì chúng ta lại tiếp tục xiết nước đó. Tôi xin nói lại là mình từ lúc mà mình xiết nước cho tới lúc nó ra bông là trung bình khoảng 30 ngày cho tới 45 ngày nha các bạn, tùy theo cái cây nào mà nó già rồi đó thì nó mau hơn, nó khoảng 30 ngày. Ngược lại cái cây nào mà nó còn non á thì hoặc là nó sung quá đó thì chúng ta phải lặt lá sớm hơn khoảng 45 ngày nha các bạn. Nên là nếu mà các bạn muốn có bông chơi Tết thì các bạn tiến hành xiết nước lặt lá trước Tết khoảng 30 ngày là nó sẽ rất là đạt các bạn. Thì cũng không có cần phải lặt triệt để đâu nha các bạn. Sau khi mà chúng ta lặt tương đối về xong rồi đó thì chúng ta tiến hành cắt lại những cái cành, cái chi mà nó dư thừa, nó làm phá thế cái dáng cây đi. Đó, các bạn thấy là sau khi mà lặt xong thì nó như như vậy các bạn. Các bạn thấy là nó giống như là cái cây cây mai vàng không? Cũng lặt lá hết, nó trơ trọi trơn ra rồi các bạn. Nó ra một cái dáng thế chi. Rồi giờ chúng ta tiến hành nhấp bỏ những cái cành nhánh dư thừa nha các bạn. Chúng ta nhấp bớt những cái cành nhánh thừa, nó làm cho phá cái dáng thế của cái cây cây mai mình đi. Cái này thì nó cũng tạm ổn rồi nha các bạn ha. Cái cây mai này rất là cây mai mini này rất là phù hợp cho mình trưng ở trong bàn làm việc các bạn, hay phòng khách đồ các bạn. Nó rất là phù hợp. Mà đây là cái cây mai lá nhỏ nha các bạn. Đây, các bạn biết là cái sau khi mà chúng ta lặt lá xong thì chúng ta bắt đầu tiến hành tưới nước rồi. Sau một tuần thì nó như vậy các bạn. Sau một tuần đây, đất nó đã khô rồi các bạn. Khô trắng hết trơn rồi các bạn. Trắng hết trơn các bạn thấy. Sau khi mà lặt lá xong thì chúng ta tiến hành tưới nước nha các bạn. Tưới nước, tưới ít, từ ít một thôi. Như cái chậu này là chậu 20 thì mỗi một ngày chúng ta tưới 2 lần, mỗi lần khoảng chừng là một khoảng khoảng 50 ml thôi nha các bạn. Chúng ta có thể là đưa vô dùng một cái bình xịt để chúng ta xịt lên lá đó.
xịt lên gốc cho hơi ẩm đủ cái độ mà duy trì cái sự sống của cây mai thôi. Thì từ từ trên cái các cái nách lá này nó sẽ ra bông nha các bạn. Khi mà mình thấy những cái chồi bông nó xuất hiện rồi đó, thì chúng ta có thể là tưới một ít phân NPK 20 20 15 cũng được các bạn. Tưới ít thôi nha các bạn. Như chậu này thì dài 3 hột, chúng ta có thể là pha vô khoảng 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 100 ml thôi các bạn. 4 5 hột phân thôi. Không cần nhiều nha các bạn. Bởi vì cái cây mai chiếu thủy này nó sức chịu đựng của nó rất là mạnh các bạn. Nếu mà các bạn mà tưới phân nhiều á là nó không có ra bông nha các bạn, mà nó sẽ phát triển bộ lá nó dữ lắm, nó không có ra bông. Mình càng siết nó thì nó càng ra bông tốt hơn nha các bạn. Rồi tưới tưới như vậy cho khi nào mà nó bông nó chỗ đều rồi đó, thì chúng ta ngưng 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 tưới phân nha các bạn. Mà chúng ta duy trì tưới nước, tưới ít thôi nha các bạn. Mỗi ngày tưới 2 lần, và mỗi lần khoảng chừng 50 tới 100 ml nước thôi. Đó là cái quy trình mà chúng ta làm cho cái cây mai chiếu thủy nó ra bông theo cái ý muốn của mình. Thì bữa nay là tôi xin chia sẻ các cái kinh nghiệm vậy. Nếu mà các bạn nào mà thấy hữu ích thì các bạn like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Và tôi mong là các bạn góp ý để cho cái kinh nghiệm của bonsai Nam Bộ nó ngày càng được phát triển mạnh hơn. Tôi xin chân thành ghi nhận những cái đóng góp ý kiến của các bạn nha các bạn. Đây là chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ không phải là dạy gì các bạn đâu nha các bạn. Cái này là chia sẻ tôi có cái được cái kinh nghiệm nào đó thì chia sẻ để các bạn cùng với tôi chúng ta ngày càng đóng góp cho kênh để phát triển cái nền cây cảnh nghệ thuật của Nam Bộ. Rồi, xin chào các bạn, hẹn các bạn lại khi nào mà cái cây mai này sau 30 ngày nữa tôi sẽ cập nhật là cái tình hình cây mai này, coi là cái bông nó như thế nào nha các bạn. Kết quả của cái 30 ngày sau khi lặt lá xiết nước như thế này thì kết quả ra sao, thì hẹn các bạn lại 30 ngày nha các bạn. Rồi, thân ái chào các bạn.